Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bền Ô Tô, có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và nếu như anh chị em nào quan tâm đến những cái mẫu xe đã qua sử dụng gầm cao, máy dầu thì có thể đến với trực tiếp tại showroom tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Nơi đó chúng tôi có rất nhiều những cái mẫu xe đã qua sử dụng gầm cao, có thể tiết kiệm cho quý anh chị và các bạn lên đến vài trăm triệu đồng. Ví dụ như các bạn có thể thấy chúng tôi đang có hai cái mẫu xe Toyota. Xin lỗi các bạn, có hai cái mẫu xe Hyundai Santa Fe. Nhìn bề ngoài thì rất là giống nhau đúng không ạ? Nhìn bề ngoài thì rất là giống nhau bởi vì đây là hai cái mẫu xe Santa Fe form mới, đều là máy dầu cả. Nhưng có một phiên bản là phiên bản đặc biệt và một phiên bản là phiên bản cao cấp. Phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp thì chúng ta có thể dễ dàng, tức là rất khó có thể nhận ra từ phía bên ngoài thì bên trong. Nhưng nếu ai để ý tinh thì ở phiên bản cao cấp thì nó đã có thêm cái chất liệu ghế thì là ghế khác nhá, nhìn màu khác này. Một đặc bản đặc biệt là màu đen, ghế màu đen. Và chất liệu ghế của cái dòng này nó là thêm một pha một chút màu nâu, màu đỏ có thêm nhớ ghế và sấy ghế các bạn nhé. Đây chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về những cái dòng này. Đây là phiên bản cao cấp các bạn nhìn này, phiên bản cao cấp Hyundai Santa Fe thì thiết kế một cái kiểu dáng từ năm 2019 đến nay, thiết kế kiểu dáng rất là mới, rất là ăn khách và rất là hot tại thị trường. Có thời điểm cộng thêm tiền đến 100 triệu mới có thể sở hữu được một cái mẫu xe Hyundai Santa Fe các bạn nhé. Và đối với người giàu có thì không thành vấn đề. Nhưng đối với chúng ta, những người kinh doanh, những người mà tiết kiệm tiền thì chúng ta có thể đầu tư một cái xe đã qua sử dụng siêu lướt 2020 và tiết kiệm được hơn 300 triệu đồng các bạn nhé. Hơn 300 triệu đồng. Đây là mẫu xe Hyundai Santa Fe siêu lướt phiên bản cao cấp. Đây, máy dầu các bạn nhé. Máy dầu 2.2. Máy dầu 2.2, rất là đẹp. Đây. Xe thì toàn bộ 4 lốp còn nguyên bản hết, lốp sơ cua chưa hạ các bạn nhé. Đây, 2.2 diesel này, Hyundai Santa Fe các bạn nhé. Đây là gì? Đây, cốp điện này. Đấy. Đây, ghế này, ghế màu nâu này. Đấy, ghế màu nâu nhá. Santa Fe, ghế màu nâu à. Rất mới các bạn nhé. Rất đẹp các bạn nhé. Full công nghệ này, ngập tràn công nghệ này, các bạn nhìn này. Đấy. Phanh tay điện tử hỗ trợ đổ đèo, auto hold, camera 360 độ. Đầy đủ hết các bạn nhá. Engine startup, nói chung là hắt kính này và sấy ghế rồi cũng như là cái nhớ ghế, nhớ vị trí ghế, đầy đủ hết các bạn nhá, trang bị đầy đủ hết. Con này thì con này bản đặc biệt chúng tôi đang chào là 1.225.000.000, tiết kiệm 23 triệu cho việc mà chúng ta mua xe mới. Còn đây là phiên bản đặc biệt. Phiên bản đặc biệt là phiên bản tầm trung. Đấy, tầm trung là phiên bản ra từ thời kỳ đầu. Đầu năm 2019, con này thì 2020 các bạn nhá. 2019 lốp sơ cua chưa hạ, đi cũng rất ít. Đi rất ít. Đấy. Về hình dáng bên ngoài thì không có gì khác biệt cả. Chúng ta có thể đến với Đức Bền Ô Tô. Về hình dáng bên ngoài không có gì khác biệt cả bạn nhá. Không có gì khác biệt. À, nhưng mà nội thất màu đen này, nội thất màu đen này không được màu nâu giống như kiểu cái dòng cao cấp các bạn nhé. Đây chưa có nhớ ghế nhá, chưa nhớ ghế, còn lại mọi thứ ok, chưa có hắt kính các bạn nhá. Đi 2.2 đấy, camera hành trình, cửa nóc đầy đủ hết các bạn nhá. Hai con xe này thì một con xe đang chào bán là 1.225.000.000 và đây là 1.125.000.000. Hai con chênh nhau 100 triệu nhưng mà chênh nhau khác đời, một con là đời 2020, một con đời 2019. Nếu anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những dòng xe này thì ấn like, subscribe kênh. Chúng tôi sẽ dành tặng cho anh chị em đó một cái phiếu giảm giá từ 10 đến 20 triệu đồng. Và đặc biệt hơn nữa, nếu anh chị em nào có nhu cầu bán những cái mẫu xe đã qua sử dụng thì hãy ấn like, hãy gọi điện cho chúng tôi số điện thoại 0939063333. Chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và đến với lại trung tâm xe đã qua sử dụng ô tô, trung tâm mua bán xe đa ô tô đã qua sử dụng, Đức Bền Ô Tô. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.